Yamaha R1M đổ nổi bật tại sự kiện Valentino Rossi sang thăm Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Cường Moto. Siêu mô tô Yamaha R1 xuất hiện lần đầu tiên tại triển lãm AACMA 2014 cùng với bản thương mại AZF R1. Đây là phiên bản nâng cấp giới hạn chỉ sản xuất 500 chiếc trên toàn thế giới, với nhiều tính năng thay đổi tùy chỉnh ở ngoại hình và trang bị đi kèm. R1M sử dụng dàn áo vật liệu carbon siêu nhẹ, đi cùng bình xăng nhôm, giảm xóc trước ô lin điện tử, ứng dụng công nghệ đường đua, treo sau điện tử với góc đôi hộp kim nhôm giảm trọng lượng, khung sườn tiêu chuẩn với nhiệm vụ giữ chắc động cơ Cross Blend 4 xi lanh cho công suất 200 mã lực tại 13.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 112,4 Newton tại 11.500 vòng trên phút. Bên trong R1M, Yamaha trang bị 6 trục đo lường khoáng tính, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống GPS cùng nhiều công nghệ đường đua khác. Và Yamaha R1M được đánh giá là chiếc xe giới hạn bước ra từ đấu trường MotoGP đẳng cấp. Bản đồ trong bài viết này là chiếc R1M 2015-2016 với bộ áo được sử dụng sợi carbon siêu nhẹ, nhưng ngoại hình vẫn nguyên bản. Chiếc xe khủng sẽ không gây ấn tượng mạnh với người nhìn mỗi khi lăn bánh, do đó Workshop H2 Decan đã chịu trách nhiệm thiết kế, gia công chi tiết dàn áo này. Chiếc xe khoác trên mình nhiều chi tiết Decan nhôm, pha trộn chrome backmat với tông xanh chủ đạo của đội đua Yamaha Racing đi kèm chữ ký của tay đua huyền thoại Valentino Rossi. Đây là mẫu thiết kế xuất hiện tại gian hàng trưng bày trong sự kiện Wild Rider 2017 diễn ra vào ngày 12 tháng 2 năm 2017 vừa qua. Ngoài dàn áo thể thao, chiếc xe này được tăng cường thêm bộ van đôi phía trước có tên gọi là Brembo HB. Hệ thống phanh chịu nhiệt này có hiệu suất hoạt động tốt hơn phanh nguyên bản trên R1M, và Brembo cũng là thương hiệu hàng đầu chuyên sản xuất và cung cấp phanh cho những chiếc Superbike. Trên đường đua MotoGP tại Việt Nam, những mẫu xe trang bị phanh Brembo HB được xem là những mẫu xe đẳng cấp cao với khả năng vận hành cực kỳ an toàn ở vận tốc lớn. Hệ thống phanh này được phân bố lực thắng qua bộ cụm Brembo RCS. Với bộ cụm này, R1M có khả năng bóp nhả phanh rất nhanh và nhẹ nhàng bởi cơ cấu hoạt động của piston bên trong cụm RCB có chất liệu tốt hơn và chịu được nhiều môi trường khắc nghiệt hơn. Vì là một trong những chiếc Superbike hàng đầu Việt Nam hiện nay, nên R1M hiển nhiên sở hữu ngoại hình mang tính khí động học cao. Tuy nhiên, với một mẫu tinh chỉnh nhỏ như thay thế kính chắn gió lớn của hãng Zero Gravity sẽ giúp người lái có thể núp gió tốt hơn ở những pha rượt đuổi tốc độ. Đây là loại kính chắn gió sử dụng chất liệu rất bền và dẻo, chịu được lực cản gió nhưng không giòn, nên đảm bảo việc không bị rung lắc hoặc ngã ngang khi tăng tốc độ đột ngột. Sở dĩ mang trên mình động cơ Cross Blend nên âm thanh của R1M rất khô khan, không chiều lòng với phần lớn những khách hàng khó tính, nên việc siêu xe này trang bị thêm ống xả Acarbovic, hàng thử riêng dành cho R1M với Corbo Full System bằng hợp kim Titanium sẽ giúp chiếc xe cho ra âm thanh tốt hơn, ấm và uy lực. Tất nhiên, sự thay đổi này cũng kết hợp với việc tinh chỉnh ECU để giúp chiếc xe độ tăng đáng kể sức mạnh khi có điều kiện trên đường chạy. Sau đây là tiếng bô uy lực của chiếc bô Acarbovic trên Yamaha R1M. Đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo.